Quý vị thấy tướng lành khi người tu hành lâm chung. Gồm cả chúng ta đưa tiễn người giảng sinh trong đời này, tận mắt thấy tướng tốt đó, một số người thấy người giảng sinh đi lúc đang đứng, đi trong lúc ngồi, tôi chưa thấy. Nhưng những chuyện đó không phải bịa đặt, biết trước giờ chứ. Khi tôi ở Singapore, hội trưởng của Lâm cư sĩ ở Singapore, hội trưởng cử cư sĩ Lâm Trần Quang Biệt. Trước đây 3 tháng, một bên tờ báo ông thấy viết mùng 7 tháng 8, viết 10 mấy lần mùng 7 tháng 8. Không ai biết chuyện gì mà cũng không ai dám thắc mắc. Đúng ngày mùng 7 tháng 8 ông mất, cách ngày ông viết đúng 3 tháng, biết trước thời gian 3 tháng. Giữ tri thời chí, rất nhẹ nhàng khi đi. Lúc bấy giờ tôi đang ở Singapore. Trước ông mất 1 ngày, nhờ tôi quy y. Hôm sau ông đi, tôi quy y cho ông. Rất minh mẫn, rõ ràng, không mê hoặc. Không ngờ hôm sau ông đi. Ở đây có mẹ cư sĩ Hồ Ni Ni. Bà là người được độ Trung Ấm, bất khả tư nghị. Tôi có mặt ở đó khi chuyện xảy ra, tận mắt nhìn thấy. Một người đã áp vong vào bà, khiến khi bà đã qua đời, tình hình trong mỗi tuần đều cho chúng tôi biết. Bà dần dần hiểu được, ban đầu là hiếu kỳ. Mọi người săn sóc rất chu đáo, cuối cùng mới hiểu, muốn nghe kinh. 24 giờ không được gián đoạn, mở Vô Lượng Thọ Kinh cho bà nghe, mở Địa Tạng Kinh nghe kinh, nghe 2 tuần kinh, không kể ngày đêm. 2 tuần, 2 tuần rất yên ắng, không có chuyện gì. Sau 2 tuần, người áp vong bảo muốn nghe kinh, mới biết bà chuyên chú cùng niệm Phật. Khi gần đi lại đến nói với mọi người bà được hạ phẩm trung sanh. Không phải chuyện dễ. Khi sống không tiếp xúc Phật giáo, mãi đến sau khi trút hơi thở mới bổ túc những sai sót. Chỉ có 49 ngày, 49 ngày rồi ra đi, cho mọi người biết hạ phẩm trung sinh.
khiến rất nhiều người tin tưởng, không hoài nghi pháp môn niệm Phật. Phần tiếp theo nói, lại thấy những người thai sinh ở thế giới cực lạc bị kẹt trong nghi thành, càng thấy rõ lỗi nghi hoặc. Bởi thế kinh văn phần sau đã đưa ra câu hỏi: chúng ta thường nói biên địa không thể nhập phẩm, hạ phẩm hạ sinh mới nhập phẩm, nhập phẩm mới được sự gia trì của oai thần bổn nguyện Phật A Di Đà, đều thành Bồ Tát bất thoái chuyển, nghi thành không còn. Thôi bài sau chúng ta tiếp tục học. Nam Mô A Di Đà Phật, nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành.